Và Hành Thảo xin trân trọng giới thiệu nhóm múa Hoa Tiên. Nhóm múa Hoa Tiên tại vùng thung lũng Hoa Vàng luôn luôn đem tình thương yêu gửi đến tất cả quý vị. Các cô có những điệu múa rất là hay và những cái tà áo dài rất là đẹp để nhắc nhở cho quý vị nhớ lại một thời của Sài Gòn, nhớ lại một thời của những người phụ nữ Việt Nam. Quý vị ơi, chương trình còn rất là dài và còn rất là hay, cho nên mỗi người tất cả các ca sĩ sẽ gửi đến tất cả quý vị những tiết mục hay và xuất sắc nhất, nhưng mà thời gian có hạn, xin cảm ơn sự chờ đợi của quý vị. Ơn chị. Yes. Trong một cái giai đoạn phải nói là quá là nguy, quý vị ơi, biển cả
biển đã chết, đã không còn những môi trường nhân sinh, tất cả đã bị hủy diệt. Vì thế cho nên tất cả mọi người chúng ta nói chung và anh nhạc sĩ Từ Yên cùng với nhóm Hoa Tiên đã gửi tâm tư của mình vào nhạc phẩm vừa rồi.